Và trong clip buổi sáng ngày hôm nay, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một cặp loa tuyệt đẹp đến từ nước Đức. Đó chính là cặp loa của thương hiệu RFT, một thương hiệu đã quá nổi tiếng rồi và gần như là bất kỳ anh em nào chơi audio cũng đều biết. Đây là cặp loa mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Dòng loa Đức thì Việt Vinh đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Đấy. Về chất âm của loa Đức thì nó rất là gai góc, sắc nét và chi tiết. Đây là chiếc loa bên phải. Tất cả thùng đều được làm bằng gỗ. Đấy. Và mỗi góc cạnh này thì đều được bom bê. Đấy. Quá là đẹp đúng không ạ? Vân này. Đấy, anh em nhìn vân gỗ này. Đẹp xuất sắc luôn, đúng không ạ? Đây là e-căng của cặp loa RFT. Và model của cặp loa này là Audio One. E-căng bằng kim loại anh em nhé. Cặp loa này thì nó sở hữu 3 đường tiếng, một chép đôm anh em có thể nhìn qua, rất là độc đáo. Và một chung màng giấy và một bát 20 gân cao su béo. Đấy, anh em nhìn này. Cặp loa quá gấu luôn đúng không ạ? Và đây là chiếc loa thứ hai. Chúng ta đi vào phần e-căng. E-căng bằng kim loại Audio One. Đó là tên model của cặp loa. Sở hữu 3 đường tiếng, một chép đôm, một chung giấy và một bát 20 gân cao su béo. Đây anh em nhìn. Đẹp xuất sắc luôn đúng không ạ? Chất âm thì quá là tuyệt vời rồi. Tất cả đều được bom bê. Và bên này cũng vậy. Về kích thước của cặp loa này, nó có chiều cao là 36cm. Chiều ngang của cặp loa này, nó có chiều ngang là 24cm. Và chiều sâu 23cm. Một cặp loa rất là chắc chắn. Anh em nghe tiếng Việt Vinh gõ này. Đấy. Rất là chắc chắn. Cặp loa này thì nó nặng như cối đá anh em ạ. Đây là phần mặt sau của cặp loa RFT Audio One. Và tên gọi đầy đủ và chính xác model của nó là FX90. Mọi thông số nằm ở trên này anh em nhé. Này chúng ta có thể nhìn qua đẹp xuất sắc luôn đúng không ạ? Audio One FX90 Made in Germany. Ở bên này cũng vậy. Make in Germany. Đây chúng ta có thể nhìn qua. Cặp loa đẹp không có điểm chê luôn. Thank you.
Một chất âm rất là đẳng cấp đúng không ạ? Anh em nào yêu thích liên hệ với cà phê Vinh theo số điện thoại 091 765 9929. Còn bây giờ, Vinh Thái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip tiếp theo.